does a moment last forever? How can a story never die? It is love we must hold on to. Never easy, but we try. Sometimes our happiness is captured. Somehow a time and place stand still. Này ông lão, ta muốn lấy con gái ông làm vợ. Ta yêu cô ấy vô cùng. Ừ, không được, không được. Ngươi là ai vậy? Không được thì ta sẽ giết cả nhà ông đó. Bình tĩnh, bình tĩnh. Để ta hỏi con gái ta đã. Con gái ta bảo là nó sợ răng nanh và móng vuốt của ngươi, nên nếu ngươi cắt chúng đi, nó sẽ làm vợ của ngươi. Được thôi. Thank you.